Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Ba Giây TV. Lời đầu tiên, Ba Giây xin kính chúc tất cả quý vị và các bạn luôn luôn vui tươi và tràn đầy hạnh phúc. Kính thưa quý vị và các bạn, trong video này thì Ba Giây tiếp tục cập nhật những thông tin liên quan tới drama sóng gió gia tộc để gửi đến tất cả quý vị và các bạn. Và trước khi đi vào nội dung chính thì Ba Giây cũng xin kính mời tất cả quý vị và các bạn, nếu là lần đầu tiên đến với kênh Ba Giây, cũng đừng quên đăng ký kênh và bấm quả chuông thông báo để nhận các video sớm nhất từ kênh Ba Giây TV. Ba Giây xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Và chúng ta bắt đầu đi vào nội dung chính của video ngày hôm nay. Đầu tiên chúng ta nói về bạn ngáo ngáo sọn giả. Bà ta nói cái MV của Học Loan là mua view, nhưng mà mình thấy cũng rất mắc cười. Bà ta tự suy nghĩ ra là bà ta nói rằng là cái đó là mua view, nhưng mà bà ta không hề biết được những cái người yêu thương con gái của cố nghệ sĩ tự người ta xem và tự mình ủng hộ cho Hồng Loan, chứ không có cái chuyện mà mua view, mua like gì ở đây cả quý vị. Bà ngáo ngáo sòm giả, phải nói là bà hay quá, bà làm như là bà ở trên trời mà rơi xuống vậy. Trời đất quý thần ơi, thê view mà đến 1 triệu view quý vị. Bữa nay là hơn 1 triệu view rồi. Cái này hơi tốn bộn tiền à nha. Và hiện tại thì YouTube thì họ hay lắm, những cái việc mà thuê view cũng như ví dụ như mà cùng rồi một địa chỉ IP mà quá nhiều lần thì họ chỉ tính một view thôi quý vị. Cho nên là không có dễ mà để là cái chuyện là mua view, mà bình thường mua thì mua tầm khoảng là 100.000 view đổ lại là nhiều rồi. Chứ ai mà đủ sức đi thuê tới 1 triệu view lần, cái này là hơi dữ à. Bà ngáo ngáo sọt giả, bà nói nghe nè. Bà không có thấy là cái số lượng cái người đăng ký của kênh Hồng Loan đi theo lượt view hay là sao? Ví dụ như là có thuê view thôi đó thì view tăng thôi, chứ cái lượt sub thì không bao giờ tăng được, cái lượt người đăng ký thì không bao giờ tăng được. Nhưng mà trong một nốt nhạc thì Hồng Loan đã tăng lên hơn 125.000 người đăng ký rồi. Có nghĩa là nhận được cái nút bạc trong một cái nốt nhạc, cho nên là với một cái người mà có cái đầu lòng chuyên về YouTube thì người ta sẽ biết rằng cái lượt view thật sự chứ không phải là cái lượt view được mua bán gì ở đây quý vị. Bởi vì những cái lượt view được mua thì nó chỉ có tăng view thôi, nó không có tăng sub đâu. Bởi vì YouTube họ rất giỏi về thuật toán. Ngáo ngáo sọn giả, sắc đẹp của cô giới hạn, nhưng mà cái thủ đoạn của cô thì phải nói là quá vô biên. Cho nên là bà cứ nghĩ là ai cũng giống như bà. Cái lượt view của Hồng Loan tăng rất là đều, cho nên với những cái người có hiểu biết này, có học thức thì người ta sẽ nhìn thấy cái lượt view đó là cái lượt view thật. Không bao giờ có cái chuyện là mua view, mua like gì ở đây cả. Đặc biệt là những cái người mua view thì sẽ không bao giờ tăng cái lượt người theo dõi. Còn Hồng Loan là được tăng nút bạc trong một nút nhạc đó, bà không thấy à. Cho nên là tiên giống như cái kiểu là biết thì thưa thì thốt, còn không biết thì dự cột mà nghe. Bà ngáo ngáo sọn giả, bà bớt bớt cái miệng bà lại tí. Bà cứ lên cái kiểu đó bà lanh lảnh hoài thì phải nói là mệt quá. Lại thêm nữa, cái fan của Hồng Loan rất là đông, đặc biệt là những cái người đồng hành với Hồng Loan rất là đông. Cũng như là ca sĩ Nguyên Vũ, rồi Hồng Ni, những cái người theo dõi Hồng Ni, rồi Nguyên Vũ rất là đông. Hiện tại là hơn 1 triệu người ở trên Facebook của Hồng Ni. Nội Hồng Ni không cũng đã dư sức 1 triệu view rồi. Rồi Linh Tý, Bích Trâm, rồi một số anh em YouTube khác nữa. Nội mà cái số lượng mà YouTube mà họ vào xem không thì đã quá nhiều rồi quý vị. Hơn là chưa tính cộng đồng mạng ở ngoài kia, fan của Hồng Loan rất là đông. Vì vậy là hơn 1 triệu hiện tại là cái số lượng có cơ sở, chứ không phải là cái tự dưng mà một người không ai biết tới mà tự dưng có hơn là 1 triệu view như là bà ngáo ngáo sọn giả này lên là làng. Trời đất quỷ thần ơi, không có chồng ở giá cho nên tồn động quá, rồi quan tưởng rồi suy nghĩ. Thôi tôi cuối cùng buông bỏ đi. Bà ngáo ngáo sọn giả, bà hãy sống thực tế lên đi. Mình không phải là vợ bé của cố nghệ sĩ, và nếu như mà đời mình muốn một lần có chồng đó thì ngay lập tức đi kiếm mấy cái anh Tây á. Còn nếu như mà muốn ở giá cho tới cuối đời luôn á thì bà cứ lên mạng, bà cứ lên mạng và nói ra rả hàng tháng. Như vậy đó, chắc chắn là bà sẽ được ở giá cuối đời luôn đó, dám cam đoan đó. Cộng đồng mạng họ xem, họ ủng hộ bằng một cách tự phát, chứ không phải họ xem mà họ có tiền.
Cho nên là cái việc nói mua view là bà ngáo ngáo soạn giả này bịa đặt. Bà cho rằng Hồng Loan bỏ ra từ 2.000 tới 3.000 đô. Hồng Loan đâu có cái tiền giống như là Lê Thị Di Bằng. Tiền của Hồng Loan làm ra cũng là tiền từ mồ hôi nước mắt. Em ấy không phải là dùng tiền của người khác. Loan không phải là ăn chặn tiền của người ta mà đem cái tiền quăng ra cửa sổ như là ai kia. Bởi vì ai kia dùng cái đồng tiền ăn chặn trên đám tang, rồi dùng những cái đồng tiền kêu gọi đem đi xài phung phí. Thậm chí là ăn chơi, rồi đi du lịch, rồi làm MV, rồi làm live show, rồi thậm chí là bỏ tiền ra đi mướn người lên trên mạng để mà đi công kích người khác, rồi bỏ 7.000 đô để thanh toán Hồng đi. Đó là ai kia dùng cái đồng tiền bất chính. Bởi vì cái đồng tiền đó không phải là bọn chúng làm ra, mà bọn chúng dùng cái đồng tiền ăn chặn của người khác, cho nên mới gọi đó là cái đồng tiền bất chính. Còn Hồng Loan thì đồng tiền của Hồng Loan làm ra không phải là Hồng Loan đi ăn chặn của người ta. Cho nên là Hồng Loan không mà nhất thiết phải bỏ tiền ra để đi thuê mướn người khác. Cộng đồng mạng yêu thương và họ tự phát. Họ xem và xem nhiều lần vì yêu thương. Nhà bà ngáo ngáo soạn giả. Bà ngáo ngáo soạn giả để cái gì là mà bà lại đi ganh tị đối với Hồng Loan. Hôm trước bà ta dạy là Lê Thị Di Bằng là phải dày lên, bản mặt phải chai lì, phải dày lên như tấm thớt vậy đó. Cho nên là cả nhà nhìn cái bản mặt của bà ngáo ngáo soạn giả là biết liền phải không quý vị, còn dày hơn tấm thớt phải không quý vị. Cho nên là cái việc là bà ta sẵn sàng lên trên mạng xã hội để nói dốc bịa chuyện để mà vu khống cho Hồng Loan là hoàn toàn có. Mà mình thấy cũng ngộ nha. Bữa trước bị bánh tét là giả không trường phát nào, bữa nay lại trường cái bản mặt lên nữa. Đúng là phải nói là cái độ lì của bà ngáo ngáo soạn giả hầu như là không ai sánh nổi quý vị. Đúng không quý vị và các bạn? Cho nên là bà ta mới dạy là Lê Thị Di Bằng là phải là giống như bà ta vậy đó. Bà mới ủng hộ, chứ còn là không lì thì bà ta không ủng hộ. Bộ tưởng mình ngáo thì muốn nói cái gì thì nói à. Cái này thì người ta gọi là ngờ u đó, chứ ngáo cái gì nữa. Chỉ có cái thứ ngáo chẳng được ai mời đi diễn hay là quay MV ca hát, cho nên là suốt ngày ở bên Mỹ live stream. Nói thương anh Năm dữ dội quá hen. Mà từ lúc anh Năm mất tới bây giờ đó, có bao giờ đó bà ngáo ngáo soạn giả có về Việt Nam thắp cho anh Năm một nén nhang chưa? Nói thì hay, làm được không mà bà đặt bà láp bà xà hoài. Và quay trở lại với cái chuyện là có nghệ sĩ ở những ngày cuối đời chữa bệnh ở đâu? Nói nghe nè, bệnh của cố nghệ sĩ là ung thư đó, bà ngáo ngáo soạn giả, bà có chữa được hay là không? Cái thời điểm đó là cái giai đoạn cuối rồi, cho nên đem qua Mỹ có chữa được hay là không? Cái chuyện cố nghệ sĩ nằm ở đâu là đã được Bình Tinh lo chu toàn. Tiền toàn bộ là do Bình Tinh lo. Ngáo ngáo soạn giả có chi một cắt, một đồng, một xu nào trong cái thời điểm đó hay là không? Mà cứ nhai đi nhai lại hoài như vậy. Về Việt Nam rồi lên qua Diên Bình Dương thắp nhang cho cố nghệ sĩ đó. Để là thảo cái đạo làm em gái mưa nha bà già. Và thật đáng thương cho ngáo ngáo soạn giả, bà ta cố tình đòi Hồng Loan là để nhằm kiếm chuyện gây ồn ào, kéo view cho talk show của bà ta. Nhưng mà ở cái tầm của Hồng Loan, lo bán buôn và đi hát, đi diễn phục vụ cho khán giả còn không có thời gian. Thì thời gian ở đâu mà đáp trả những cái chuyện là xàm xí đú này của bà ta. Việc ngáo ngáo soạn giả cần làm là hãy cùng ông xạ, rồi sao kê nhanh cái số tiền phúng điếu đi. Đừng có mà phải nói là tào lao bác xế để mà bưng mà bít với những cái chuyện nhơ nhút của mình ở trong quá khứ. Hiện tại Hồng Loan chẳng rảnh đâu mà đi đáp trả đối với ngáo soạn giả. Và đôi khi Hồng Loan cũng xem những cái lời nói của bà ngáo ngáo soạn giả chỉ là một cái âm thanh do da của lũ ruồi lũ mũi mà thôi. Khi mà ai đó cà khịa ta thì chúng ta cứ im lặng. Đừng quan tâm, đó là chính là một cái cú phạt đòn đau đớn nhất cho những cái kẻ sân si. Ngáo ngáo soạn giả chẳng đủ tư cách để mà bàn luận về cái cuộc sống của Hồng Loan đâu. Loan không quan tâm đâu. Thiệt là tội nghiệp cho những cái kẻ mà chẳng ai quan tâm, chẳng ai ủng hộ, suốt ngày gào thét ở trong cơn si tình. Ngọng mà khoái khoe giọng, cười ghê không quý vị?
Nhưng mà nói gì thì nói thì ngáo ngáo soạn dạ phải nên nhớ dùng cái não để mà suy nghĩ. Biết thì thưa thì thốt, còn không biết thì dựa cột mà nghe nha, bà ngáo ngáo soạn dạ. Bà ngáo ngáo soạn dạ đáng lý ra được con cháu chăm lo yêu thương, đặc biệt là được kính trọng. Nhưng mà đó là đối với những cái người lớn tuổi khác, những cái người mà sống biết trước biết sau. Còn cái con người nhưng mà bà ngáo ngáo soạn dạ thì gặp đâu người ta chửi đó, chứ yêu thương cái nỗi gì quý vị. Mình lớn tuổi thì mình lên biết đúng biết sai, biết phải biết trái. Còn đằng này suốt ngày thích làm trái với pháp luật, đi ngược lại với đạo lý, nói lung tung lên trên mạng xã hội. Tài sản của cố nghệ sĩ là của Hồng Loan, trong khi bản thân của những cái con người đó đó là những cái người ở ké, phải nói là ăn nhờ ở đậu. Đúng lý ra là không cho về ở luôn, cũng không làm gì được người ta cả, đúng không quý vị và các bạn? Hồng Loan là con, Hồng Loan có cái quyền. Tôi không cho mấy người về đây, bởi vì đây là nhà của ba tôi. Mà tại vì Hồng Loan tội nghiệp cho những cái người này vất vơ vất vưởng ở ngoài đường, không có cái nhà để mà ở, cho nên là mới im lặng để cho những cái người này về ở ké. Nhưng mà cuối cùng thì sao quý vị? Những cái con người không biết điều, ăn nhờ ở đậu cho đã, rồi bây giờ là muốn cướp luôn cái nhà của người ta. Đó có phải là những cái người tham lam và thâm độc không quý vị? Như vậy mà bà ngáo ngáo soạn giả sẵn sàng binh vực. Bởi vì sao quý vị? Bởi vì bà ta là một cái người lì nhất. Bà ta cho rằng là Hồng Loan ganh tị vì Hồng Loan không phải là máu mủ của dòng họ Võ. Trong khi đó mình thấy là cũng mắc cười quý vị. Trước lúc là bà nghịch với Hồng Loan là bà rất thương, rất là binh vực. Rồi bà ta còn bảo vệ cho Hồng Loan và cho rằng Hồng Loan là con gái duy nhất của anh Năm. Nhưng mà đến khi bà xin đặt cái bài thơ, rồi bà muốn đặt cái tượng sáp ở trên mộ của cố nghệ sĩ đó, nhưng mà Hồng Loan không cho đó, thì lúc đó bà ta mới sân hận. Bắt đầu bà ta mới tìm cách trả thù. Chính vì vậy mà mới có cái câu chuyện là dẫn đến như ngày hôm nay đó quý vị, là bà ta là ngày nào cũng lên ra rả, hô hào và thậm chí là du khống cho Hồng Loan. Còn bà nói cái việc là con của bà Bún Bò đăng tải trên mạng nói xấu của nghệ sĩ, Hồng Loan lấy cái hình đăng tải lên. Thì bà binh vực và bà cho rằng là cái việc mà cố nghệ sĩ nói lục hại năm căn nhà là 1.000 lượng vàng là cố nghệ sĩ nói giỡn. Thánh thần thiên địa ơi, bây giờ bà là tráo trở tới nỗi là cố nghệ sĩ nói giỡn. Thật sự lúc nào thì bà ta cũng cho rằng là bà ta tin tưởng cái lời nói của cố nghệ sĩ. Lời nói của cố nghệ sĩ cũng giống như là như vàng như ngọc, nói ra là giống như là đinh đóng cột. Nhà bây giờ những cái lời nói của cố nghệ sĩ ở trên mạng xã hội thì trong suốt mấy năm nay thì bà ta cho rằng là nói giỡn. Vậy cái nào mới nói thật quý vị? Cho vé căn nhà là nói thật hả? Cho ở chứ không phải là cho luôn nha quý vị. Cho ở là nói thật hả? Còn bà Lục hại cố nghệ sĩ 5 căn nhà và 1.000 lượng vàng, rồi thêm cái nhà từ đường là nói giỡn. Bà này phải nói là cái độ lì của bà ta còn hơn là cả mặt đường nữa quý vị. Cái mặt của bà phải nói là nó dày hơn cả mặt đường, chứ đừng có nói là cái tấm thớt. Mà nói dày như tấm thớt phải nói là nói quan cho tấm thớt phải không quý vị? Tự phong là soạn giả nhưng mà ăn nói phải nói là lỗ mãng, tự nhận là trí thức nhưng mà nhận thức phải nói là thấp kém, tự khoe là cái người có bằng cấp nhưng mà hành xử thiếu văn minh, tự nhận là tri kỷ nhưng mà luôn bị cố nghệ sĩ từ chối. Viết sa tết công kích phạt biện nhưng mà không dám mở bình luận công khai, mở kênh YouTube vu khống, bìa đặt xúc phạm danh dự người khác nhưng mà không dám trực diện đối chất. Hèn, ông bà thường nói làm lớn phải làm láo. Con người này mỗi lần họp chợ chửi trên YouTube cũng làm láo, ăn nói láo liếu, bằng chứng láo toét, cặp mắt láo liên, mở cái chợ chửi láo nháo, đặt điều nói xấu, vu khống, xúc phạm danh dự các em, các cháu. Bị mấy đứa nhỏ khịa lại nhục quá, chơi không lại thì đem cha mẹ của tụi nhỏ ra để mà nói xấu, gây chia rẽ gia đình của người ta. Hèn, lợi dụng ở Mỹ không ai làm gì được, cho nên là công khai lên mạng kêu tên công kích, dùng cái chiêu trò thay trắng đổi đen, làm bại hoại đạo đức xã hội, truyền thống gia đình.
Nếu mà cho rằng những cái gì mình nói là đúng á, những cái lý lẽ của mình là hợp lý, sao không về Việt Nam để mà trưng ra mặt bành ra, tổ chức họp báo công khai trước truyền thông báo chí? Hèn. Nếu mà leo lẻo nói rằng những cái clip thu âm được cái sự đồng ý của cố nghệ sĩ đó, sao mà lúc cố nghệ sĩ còn sống đó không công khai trước dư luận khi mà có cái sự hiện diện của cố nghệ sĩ, đợi cố nghệ sĩ mất rồi mới tung lên? Lợi dụng người chết không nói được, tự nói, tự quyết, tự gán ghép cái sự là nhận tâm, vô trách nhiệm vào thân phận của cái người đã mồ yên mã đẹp. Hèn. Chửi cộng đồng mạng là cái lũ ngu ngục, là đám chó hùa. Người ta bình luận là chống đối và phản biện thì bà lóc nít khóa bình luận. Hèn. Đĩa mà đòi đeo chân hạt, nhân cách đạo đức thuộc cái hàng hạ lưu đê tiện, chân cháo trơ trẽn, nan nỉ là anh Năm giữ em đi anh Năm sợ quá bỏ của trời lấy người, hận anh Năm cho nên là hãm hại con anh Năm để mà trả thù cho bỏ ghét. Hèn. Hứa cho cái thằng chồng thắt khắc cái bài gian ríu trên bia mộ thề chung thủy mãi yêu mãi thương, cái thằng chồng tưởng thiệt nằm ở trong cái hũ chờ dài cổ, đâu có biết là cái con vợ lăn loàn cho ăn bánh vẽ. Đổi bài văn điếu viết ở trên bia của thằng chồng thành cái bài thơ khắc lên trên mộ của cố nghệ sĩ, bị con gái hợp pháp của người ta là phản đối, lên mạng là tung tin cố nghệ sĩ là không bao giờ nhắc tới cháu ngoại, cố nghệ sĩ không bao giờ hạnh phúc khi mà có con, có cháu. Hèn. Quản lý cái chợ chửi ở trên mạng thấy đeo kiến tưởng bị cận, ai dè cái kiến đó dành cho cái người khiếm thị. Có đuôi, có mù, có lọt trong con ngươi thì cũng còn cái lỗ tai để mà nghe người ta kể lại những cái clip ông cháu rồi cha con sum họp ở đâu ra. Cắt ghép hay là dàn dựng quỷ tạo, bằng chứng rõ ràng cả triệu người ai cũng thấy, vậy mà còn dám nói càng, nói ẩu, nói láo, nói xạo để mà dẫn dắt dư luận. Hèn. Trước những cái bài viết vạch trần âm mưu đen tối và chiêu trò hèn hạ của đồng bọn, vì không đủ trình độ, không đủ bản lĩnh công khai viết bài phản biện, cho nên là đặt điều vu khống, hăm dọa nhằm bịt miệng để mà bảo vệ cho đồng bọn. Hèn. Giữ cái chữ hèn cho tới ngày nhắm mắt, đem theo xuống mộ để bà nhớ khi mà còn sống thì mình đã từng hèn như thế nào. Trong cái câu chuyện Sóng Gió Gia Tộc xuất hiện một cái nhân vật cũng được gọi là tiên, nhưng mà đây gọi là con tiên mắt đọa, chuột xạ bào thai, một cô tiên quái đản, quái thai và quái gở. Quái đản chuyên làm những cái việc lạ lùng không bao giờ có, tự nhận là một cái soạn giả, nhưng mà cái tên tuổi thì chẳng ai biết đến, những cái sản phẩm làm ra lại không được ai quan tâm. Các nghệ sĩ không ai nhắc tới là phải dựa vào cái tên tuổi của một nghệ sĩ tài danh để là ép khán giả bỏ tiền ra để mua những cái sản phẩm của mình. Tự nhận là người có ăn học, có trình độ, nhưng mà mở miệng rồi chỉ toàn là những cái lời sĩ giả nhục mạ, đặt điều vu khống. Lý lẽ phạt biện ngang ngược vô lý, văn phong, ngôn từ bất lịch sự, thô lỗ. Tự nhận là người thân của cố nghệ sĩ, muốn đem hình ảnh của cố nghệ sĩ đến gần khán giả, nhưng mà qua cái hành động thu âm lén, cắt ghép bất hợp pháp, càng ngày càng làm cho cố nghệ sĩ là xa rời một số khán giả, và những cái đoạn thu âm này đã làm cho một số anh chị em nghệ sĩ nghi ngờ cái lòng tin đối với cố nghệ sĩ. Luật sư của Hồng Loan mấy ngày qua kêu gọi cộng đồng mạng là sưu tầm tất cả những cái hình ảnh, clip, tư liệu quý của cố nghệ sĩ, để là khán giả có thêm nhiều ký ức đẹp về một cái ngôi sao sân khấu. Ngược lại, những cái người mà tự nhận là gia đình, là giọt máu, lại là ủng hộ, đồng tình cho cái việc là tung những cái đoạn ghi âm lén để mà ảnh hưởng tới danh dự của anh và của cậu mình, một cái người mà ban cho họ sự sống và cả tư cách làm người. Họ bất chấp thủ đoạn, họ sẵn sàng đánh đổi danh dự của cố nghệ sĩ để đổi lấy quyền lợi cho họ. Họ kiếm tiền từ thân xác, hình ảnh một phần, và bây giờ là luôn cả danh dự của một người đã khuất họ cũng không tha. Ôi, phải nói là cái tình anh em, cái tình cậu cháu, cái tình là tri âm tri kỷ của họ phải nói là thật là đáng ghê sợ và kinh tởm. Một cái con người không địa vị xã hội, không hiểu biết về luật pháp, vô đạo đức, vô văn hóa, lại cho mình là cái quyền là quyết định dân thân của một người, mà cái người đó được pháp luật công nhận, xã hội thừa nhận,
chính cha em ấy thừa nhận cái loại người này đang từng ngày từng giờ gieo vào đầu những cái thế hệ hậu sinh những cái khái niệm lệch lạc về nhân cách sống của một người lương thiện. Đồ quá gì, tự nhận là bạn bè tốt của cố nghệ sĩ, bè chỉ biết vui chơi hưởng lợi, sẵn sàng nói xấu, đâm chọt sau lưng và gây bất lợi khi mà bạn không còn giá trị lợi dụng. Cái người này còn tệ hơn chữ bè, vì kiếm lợi ở trên thân xác của bạn, nhẫn tâm bôi bẩn danh dự của bạn ngay sau khi bạn mình không còn ở trên dương thế. Ảo tưởng là tri âm tri kỷ với cố nghệ sĩ, cho nên là tự cho mình là cái quyền được nói, được phán xét, được quyết định mọi lúc, mọi nơi, mọi hoàn cảnh. Ảo tưởng là cộng đồng mạng nhẹ dạ cả tin, cho nên là thường xuyên lên mạng nói xàm, nói dốc, nói láo, nói xạo. Ảo tưởng những cái việc làm mờ ám của mình không ai biết, cho nên là lúc nào cũng là chứng tỏ là người trong sạch, oan ức, đáng thương và tội nghiệp. Tội cho một cái người nhưng mà lệch lạc về nhân cách, lật lòng tráo trở, cấu kết bày đàn, hưởng lợi bất chính, tạo nghiệp bất chấp, sai đúng bất phanh. Ảo tưởng vào cái tài điều binh khiển tướng của nữ quân sư lưu manh, thường xuyên chui vào các cái hội nhóm bằng nít ảo, đánh hơi, theo dõi, tìm sơ hở để mà đánh lạc hướng dư luận, luôn tìm bịa đặt vu khống những cái người bơi bài sự thật của mình trước cộng đồng mạng. Đừng nghe những cái gì hắn nói, mà hãy nhìn kỹ những cái gì hắn làm, bởi vì hắn là một tên ngụy quân tử vô cùng nham hiểm. Hiện nay hắn đang ảo tưởng có rất nhiều fan luôn ủng hộ hắn, sẵn sàng hiến thân trở thành những cái cảm tử quân, hy sinh vì hắn đều có. Nếu có đám fan đó chắc chắn không phải là người, có thể là những cái hồn ma dắt dưỡng, cũng có thể là cái đám fan ảo thấy chữ mà không thấy hình. Những cái bài viết được phát tán công khai cho thấy họ đang sống thật với cái bản chất gian xảo, tham lam, lỗ mạng, hèn hà, dốt nát. Hiện giờ họ đang hy vọng vào một cái tờ di chúc viết tay ảo để mà hy vọng ngày chiến thắng ảo. Đối với họ, ảo để mà tồn tại, ảo để hy vọng, ảo để là chứng tỏ. Nhưng mà có một chuyện là không thể là ảo, là cái sự thật và bắt buộc họ phải làm. Đó là cái chuyện sao kê. Sao kê để mà chứng minh họ trong sạch, sao kê để mà khẳng định họ không kiếm tiền ở trên xác người chết, sao kê để phủ nhận họ không phải là tập đoàn thầu đám tang, và sao kê để cộng đồng mạng biết được gia đình của mình là thật chứ không phải là gia đình ảo. Quái thai, hình thù không giống con người, quái vật lạ. Không có một người phụ nữ xấu, chỉ có cái người phụ nữ là không biết làm đẹp. Còn cái người này chẳng những không biết làm đẹp mà còn là đem cái xấu của mình để hăm dọa, đàn áp tinh thần cái người đối diện. Sắc diện hung dữ, thần thái gian xảo, nói năng thì lỗ mãng, lúc nào cũng tức tối hậm hực, giống như là một cái con thú điên, một cái con vật dại, miệng sùi bọt mép, điên cuồng cắn xé người khác, không cần biết nguyên nhân. Bám vào danh tiếng của cố nghệ sĩ để mà mưu sinh, bám vào danh tiếng của cố nghệ sĩ để là kiếm lợi, bám vào danh tiếng của cố nghệ sĩ để là chứng tỏ quyền lực, bám vào danh tiếng của cố nghệ sĩ để là bôi bẩn và làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới danh dự của anh ấy. Cái loại người này gọi là quái thai. Thân xác của anh ấy có lẽ là không còn, nhưng mà linh hồn của anh ấy tới nay vẫn không siêu thoát. Khi mà nhìn thấy những cái việc làm vô nhân thất đức, những cái mưu mô xảo trá, phân biệt đối xử, chà đạp danh dự của con gái của mình bởi những cái kẻ mà anh ấy đã yêu thương, che chở, đổ cả máu và nước mắt để họ còn tồn tại ở trên cái cuộc đời này, họ đã bất chấp luật pháp, đạo lý, làm ảnh hưởng tới danh dự của chính quyền, những cái công chức nhà nước đang làm việc cho dân và vì dân. Họ hành xử mù quáng với cái sự điều khiển của một con người có học, nhưng mà ăn nói và hành xử như là một kẻ thất học, một kẻ nhỏ mọn toan tính, không tài không sắc, một cái kẻ là vô danh nhưng mà thích làm nổi, trong não chỉ có là mưu hèn kế độc, luôn tìm cách hãm hại người khác bằng những cái hành động tiểu nhân, những cái chiêu trò bẩn bựa hại người để mà thỏa mãn cái tính ngông cuồng, tự cao tự đại, nhưng mà cái bản chất lại là kẻ bất tài vô dụng. Thưa quý vị và các bạn, và bây giờ bà dạy xin tạm dừng video ở đây, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video tiếp theo.